Câu lạc bộ Hà Nội vừa xác nhận Văn Hậu đã phẫu thuật chấn thương sụn trên ngoài chân phải thành công và sẽ cần ít nhất 4 tháng để hồi phục. Điều đó nghĩa là Văn Hậu sẽ vắng mặt trong hàng loạt trận đấu của đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội ở nhiều đấu trường. Tại cấp đội tuyển, Văn Hậu chắc chắn sẽ vắng mặt khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup vào cuối tháng 3 năm 2021. Tại cấp câu lạc bộ, Văn Hậu sẽ bỏ lỡ trận siêu cúp quốc gia với Viettel và khoảng 9 trận đấu đầu tiên tại V-League 2021. Nếu quá trình hồi phục theo đúng dự kiến, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội sẽ kịp trở lại để thi đấu ở AFC Cup và cúp quốc gia cũng như chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 năm sau.